Yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình làm vài sự kiện mới nha anh em. Chứ không phải là mới anh em, update mới thôi. Sự kiện ABC á. Chứ khác thì mình vô mình làm mấy con emot cho nó vui vui anh em. Đấy, chắc anh em nào cũng nhận hết rồi ha. Đấy, nó làm cái event ghê lắm. Huyền thoại trở lại. Trời ơi, đúng thì huyền thoại thiệt. Mấy cái biểu tượng này năm ngoái là thật là hot nha anh em. Cái biểu tượng cười ha 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 anh em. Bây giờ nó đổi thành cái cười nhẹ nhàng thôi. Đó, cho anh em nó đỡ ức chế anh em. Đấy, năm ngoái cái biểu tượng này ức chế lắm anh em ơi. Năm nay nó làm đỡ rồi đó. Vui vui đã bớt lại cái ức chế rồi. Đấy, làm một số cái emote cho nó vui vui thôi. Đấy, trước khi vô cái clip về sự kiện FPC nha anh em. Đấy, cái này là cái năm ngoái nó làm đỡ mình nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình xem cái sự kiện tốt transfer anh em. Mình tới đầu anh em ha. Đó, trước hết mình đi xem sơ quá đi. Đó, rồi mình chưa hết kill game anh em. Đấy, đã trận hết chưa hết thôi rồi. Này cái quà đây anh em, đây nè. Có một anh em comment ở trong cái clip mình đó là làm sao đủ điểm để lấy con 98 anh em. Xong rồi cái bình luận nó xóa mất tiêu rồi. Đây, bây giờ mình tính cho anh em nè. Bây giờ mình cứ lấy hết điểm đi mình tính cho anh em nha. Nó đủ chính xác là 525 điểm luôn nha anh em. Lấy con 98 ri luôn nha. Mình đã tính rồi. Mới lại coi các bạn tính rồi nên mình mới dám chắc chắn cho anh em vậy. Mà có một bạn comment là không lấy được nên mình tính lại cho anh em lần nữa cho anh em xem chắc chắn nha. Đó, bây giờ mình cứ lấy điểm đi. Mình cứ lấy hết mấy này đi, mở hết đi. Đấy, lấy điểm đi rồi tí mình sẽ tính cho anh em nha. Mở nha, đấy. Nói chung mình đang chơi hết kill game mới đá trận hết chưa hết hoặc là trận mấy máy á là đủ điểm lấy con 98 ri. Mình sẽ tránh nha anh em. Đấy, bây giờ lấy điểm đi. Đến cái điểm bon con chết á, mình sẽ cộng cho anh em nha. Cho anh em thấy nha, nó chính xác luôn nha anh em. Đấy, rồi gần xong rồi anh em, cái nữa đổi xong rồi nè. Đó, xong rồi nha anh em. Rồi bây giờ mình tính điểm cho anh em nha. Đấy, con test này là 125 điểm anh em, là mình chưa lấy. Hiện tại mình đang có 250 điểm nha anh em. Đấy, mình cộng 125 điểm với 250 điểm là nhiêu anh em? Là 375 điểm nha anh em. Đấy, rồi bây giờ mình vô cái cuối cùng nè. 375 điểm cộng 150 điểm là nhiêu anh em? Có nghĩa là có phải là 525 điểm không em? Đúng không? Đó, 525 điểm nha anh em. Đây, bây giờ mình coi nha. Đấy, cái con 98 đúng không anh em? 525 điểm. Thế nào chính xác chưa? Anh em cứ cày đủ 525 điểm lấy con 98 thôi. Không bỏ người nào nha anh em. Đó, mình đâu có cộng sai cho anh em đâu. Mà có người mà comment dưới đây á, thấy không? Mà phải cộng lại cho anh em nữa. Đây, còn hôm nay là mình lấy con CM90 đi em. Lấy đi anh em ơi. Chứ bây giờ hết con ngon rồi. Chỉ còn con này với con 96 thôi. Có con hàng MU anh em. Rồi tụp đi MU á. Đó, nên mình lấy con này đi. Chứ giờ hết hàng ngon rồi. Lấy về làm food hoặc là cho vô SBC cũng được. Đó, lát nữa mình sẽ là làm vô coi SBC nha anh em. Lấy con Mene ngon lắm anh em ơi. Đó, nhập được lấy trước cái này đi. Ok anh em ha. Đó, mình còn rất là nhiều điểm nha anh em. Mình còn hơn 1000 điểm nữa kìa. Lấy thêm 2-3 con nữa cũng được nữa. Đấy, quá ngon luôn anh em ơi. Rồi, lấy nha anh em. Cái con này năm ngoái là cầu thủ trẻ nha anh em. Nó đã đá RB rồi của Arsenal anh em. Tự nhiên năm nay nó cho lên CM luôn mới ghê chứ. Mình không hiểu cho sao nữa. Hẹn nó lên CDM còn hợp lý. Lên CM luôn mới ghê chứ. Thiệt tình luôn đó. Không biết sao luôn. Bỏ tay luôn. Đó. Rồi, con Hinterland đó anh em. Đấy, 2 ngày nữa là mình lấy rồi nha anh em. Đấy, rồi mình đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ trong ngày rồi anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ ra cái sự kiện mới nha anh em. Nó có một cái mới đó anh em, là cái Luck Power Up rồi anh em, thấy không? Cái này á, dành cho nhân nạp anh em. Nạp để lấy FIFA Point anh em, đấy. Thì mới mở được cái này nha, mới lên được, mới lên được ha, đó thấy không? Nó kêu phải 1000 cái FIFA Point thấy không? 2500 nè, 5000 thấy không? Mới lên được nha anh em, cái này mình coi sơ thôi, cho anh em biết thôi. Đó, nói chung là phải nạp trong cái store anh em. Xong rồi qua đây mở được nha anh em, đó. Nói chung mình nói sơ qua cho anh em biết thôi, rồi. Bây giờ quan trọng nha anh em, như cái FBC nha anh em. Đây,
cái ABC là quan trọng nè, mới là ngon nè. Đấy, nói chung anh em nào chơi từ mấy mùa trước thì biết rồi anh em ơi, còn mấy anh em mới thì chắc chưa biết đâu. Cái ABC này mình nói sơ qua chứ nha, nếu anh em bỏ cái thủ đây là sẽ mất nha anh em. Anh em mà chưa chứ chơi này lần nào thì nghe rõ ha, nói chung là kỹ ha, bỏ cầu thủ đây là sẽ mất nha anh em, bỏ vô sẽ mất nha. Đấy, cái này là mấy cực lấy cầu thủ bạc thôi, bạc gold rồi mà bay cái elite chứ đó. Nói chung là mấy con này thì đơn giản anh em, mình cho coi sơ thôi, thích thì mình build, không thích thôi đó. Nó cũng chỉ mấy cầu thủ over 70 thôi, cũng không có cao lắm đâu. Nói chung coi sơ cho anh em biết thôi đó, anh em chưa biết thì biết thôi. Đấy, cầu thủ elite nè, đấy chỉ có over 78 76 thôi là mình được cái một con rồi, kiếm được con elite 80 cộng rồi. Đấy, cũng khá đơn giản anh em. Nói chung mấy cái này thì chắc anh em không chơi đâu, cầu thủ không có ngon đó. Giờ quay mới national cho anh em, cái này thì build cũng lấy cầu thủ luôn em, nhưng mà build đủ 5 cái giải đó, 5 cái quốc gia đó thì mới được một con trong này anh em. Đó, nó có con Balotelli anh em. Đấy, con này bây giờ xuống CDB đá rồi anh em ơi, quá bị thất sủng rồi, nói chung là hết thời rồi anh em ơi. Đó, coi chơi thôi. Có con Darami anh em, con này ngon nha, năm ngoái ngon nha. Đấy, năm nay cũng khá ngon anh em, thấy chưa, lấy con này về chơi cũng bán anh em, thấy chưa, tốc độ chưa, up lên 90% rồi, chạy bắn sát luôn anh em, gửi chưa. Đấy, nói chung là được hai con đó, thấy nhắm được hai con đó thấy ngon thôi, mấy con kia thấy bình thường quá anh em, cũng không có gì hay hết đó. Nói chung anh em thích thì biết thôi đó. Cái này thì mình thấy cầu thủ thấp quá đó, mấy quốc gia anh em, 4 quốc gia với một cái world vậy anh em. Đấy, build nè, chơi thử coi thôi nha. Đấy, nó cũng đơn giản, nó chỉ có over 83 thôi anh em. Đấy, không bao nhiêu hết, thì anh em thích thì anh em build lấy cầu thủ thôi đó. Italia, Đức nè, Tây Ban Nha, đấy. Ok anh em, cái này thì đơn giản rồi. Quan trọng là cái này anh em. Đấy, cái này anh em, đây. Đấy, men 99 nha anh em. Nói chung là cái thông tin mình nhận được thì một số anh em đã build rồi nha anh em. Là tầm tầm 15 đến 20 em nha anh em. Đó, khá căng nha anh em. Đó. Cái này thì anh em là có coi thì cứ build ha, không vấn đề gì anh em ha. Còn ít coi thì cứ build từ từ. Đấy, cứ build từ từ thôi nha anh em. Đó, có tiền thì cứ build từ từ thôi. Đây, tại vì cái đầu tiên over chỉ có 72 thôi, rất là đơn giản. Chỉ có những over cuối á, nó mới căng thôi, nó nhiều cầu thủ over cao thôi. Đó, mình chỉ nói sơ qua nha anh em, để có gì mình làm một clip clip chi tiết cho anh em. Đó, nói sơ là vô một hai cái thôi. Đấy, cái over cũng 78, 79 nè, thấy không, 78 thôi, đấy, rất đơn giản thôi. Nói sơ thôi, để cái gì mình làm một clip cụ thể cho anh em, build từng cái đội hình đó, từng yêu cầu cái gì anh em. Đó, rồi mình coi ha, cái này thì mình nói sơ qua cho anh em thôi. Đấy, mình vô một hai cái thôi, nó cũng đơn giản thôi anh em, cho cầu thủ vô thôi. Đó, theo cái yêu cầu nó thôi. Đó, mình coi sơ thôi, để cái gì mình sẽ làm một cái chi tiết, mình lại lấy cầu thủ cho vô luôn nha. Mình lấy luôn ha, mình có 18 em kìa, chắc khả năng là đủ á. Đó, và cái cuối cùng mới căng anh em. Đây nè, nó yêu cầu cầu thủ master anh em, là 90 cộng cho lên nha anh em. Đó, cầu thủ này thì đang lên giá khá cao nha anh em. Đó, tại do nó có cái này ra nè, nên tăng giá cầu thủ khá cao á. Nói chung anh em từ từ build cũng được. Đấy, nói chung nó sơ qua thôi, comment cũng khá ngon anh em. Đây nè, chỉ số cắt khá ngon á. Đấy, tốc độ kìa, đầy tốc độ, dứt điểm tốt rồi anh em. Gây cho chọn vị trí, rê banh kìa, nhanh nhẹn, hầu như là gần như full lên, 130 mấy không à. Ngon thật, cái này chắc best là mờ rồi anh em ơi. Đấy, nó về là ai chơi lại nữa. Còn đây anh em, những anh em nào mà mùa trước không có chơi á thì vô đây build ha, lấy kit cho anh em. Đấy, có rất là nhiều giải nha anh em, nói chung mình chọn một số giải cho anh em coi thôi. Đây là Bundesliga anh em. Đấy, nói chung năm nay nó cho mình kit nhiều quá, kit re rất là nhiều anh em, cái này thì không cần thiết nữa. Đó, anh em là chưa có thì vô build thôi, thích mấy cái giải đấu mà nó có cái áo đẹp á thì build thôi. Đó, mình có coi cho anh em sơ thôi, nói chung cũng khá rẻ, cầu thủ khá rẻ cho vô ha. Đó, mình coi sơ có vài cái nha anh em, vài giải rất là nhiều giải nè, hero nè. Đấy, nói chung cũng có nhiều cái áo đẹp lắm anh em. Đó, anh em thích thì mình cứ build thôi, build rồi mình lấy thôi. Mà hên xui nha, trong cái áo này nha, hên xui nha, chứ không phải là vô cái áo mình thích nha. Thấy áo đẹp kìa nha, thấy chưa. Đó, nói chung là mấy cái này đơn giản thôi anh em, cầu thủ vô thì chắc over, chắc 70 thôi à, cứ đó à. Để mình coi vô cái coi.
thử coi nó như nào nha anh em. Đây này Hà Lan nha, đấy over có 70 thôi anh em, chỉ 11 cầu thủ 70 là giải Hà Lan là được rồi đó. Thì mấy cái giải kia cũng vậy thôi, cứ 11 cầu thủ giải đó 70 over 70 là được rồi, rất là đơn giản cho anh em lấy kit thôi, quá đơn giản luôn. Nhưng mà kit nhiều anh thấy cũng không làm gì nhiều anh em, mình quá trời kit rồi, năm nay nó cho kit quá trời rồi, cũng không cần thiết nha anh em. Quan trọng là cái này anh em, này là đó Mane, là Mane đây, trời ơi con này chắc mình phải lấy nó quá, nhưng mà phải đi từ từ thôi chứ hết coi. Rồi mình kết thúc clip đây nha anh em thấy hay thì like share cho mình nhé, chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.